Vâng, xin chào mừng quý khán giả, bà con, anh em và các bạn đồng nghiệp Hà Mê Nuôi Ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Rất là vui để trở lại với kênh Kỹ thuật Nuôi Ong Ninh Phương. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 2024 dương lịch, và với một cái chủ đề video mới, đó là giới thiệu mẫu thùng cấy đứng nguyên để tạo chúa không cần nhốt chúa. Vâng, đây là một cái phương pháp tạo chúa kiểu người nước ngoài, mà người ta không cần tạo chúa ở thùng chẹt, không phải tách chúa đi, không phải tách đi 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ như ở Việt Nam chúng ta thường làm. Vâng, mùa nhân đàn chúng ta thì sắp tới rồi. Phương pháp này thì tôi cũng đã thực hiện và đã làm thí nghiệm rồi, thấy rất hay, hiệu quả. Chúa tốt, đẻ rất đều và chúa rất to khỏe. Ta có thể tạo liên tục nhiều đợt trên cái tầng cây đó được. Sau mỗi lần chúng ta thu hoạch, không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cái đàn gốc chính nó. Hơn nữa, sau khi đó mà chúng ta khai thác hết mùa tạo chúa nhân đàn, thì ta để lại một mũ chúa, để lại mũ chúa trên cái tầng cây đó, và nó nở ra, nó phát triển, nó nuôi và sinh sản tại thùng cây đó, và chúng ta có một thùng ong nuôi hai đàn trên đàn ong thùng cây hai tầng. Vâng, vậy thì ai thích cái phương pháp này thì hãy thay theo dõi hết video, và tôi sẽ giới thiệu mẫu này và sẽ xem những cái thùng ong mà tôi đã bắt đầu dựng đàn kế ở ngoài trại, và chúng ta sẽ cùng xem tôi hướng dẫn đến đâu tôi chia sẻ và tôi sẽ giới thiệu đến đó nhé. Vâng, tôi sẽ quay lại màn hình và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, tôi quay lại màn hình rồi thì tôi xin giới thiệu mọi người nhé. Đây là mẫu thùng kế nguyên này. Tôi vừa đặt và vừa đi lấy về này. Đó, đây là cái thùng quế nguyên hai tầng này, tôi đóng thêm hai cái thùng nữa. Đây tôi đóng thêm hai cái thùng nữa. Đây nhá. Vâng, đây là hai cái thùng kế nguyên của tôi nhé. Thùng kế nguyên chứ không phải thùng kế lùn nhé. Không nên làm thùng kế lùn. Thùng kế lùn rất dở, là khi mà cái bánh tổ trên thì chúng ta nó nhỏ lùn, cho nên chúng ta không đưa vào thùng quay mật, nó không hợp lý. Thì tôi bỏ thùng kế lùn. Thì tôi sẽ quay lại, tôi làm thùng kế đứng nguyên. Thùng kế đứng nguyên thì mẫu mã nó cũng là một cái thùng. Đây, nó là một cái thùng, nó là cái thùng chẹt chúng ta đây. Tôi vừa đi lấy về, đây là cái thùng chẹt thôi nhé. Đây nó chỉ làm cái thùng chẹt thế này thôi. Đây ạ. Nó cũng là một cái thùng chẹt như thế này nhá. Đây tôi vừa đi lấy thùng ong, tôi vừa đặt về đây. Đây là cái thùng chẹt này. Nhưng mà chúng ta chỉ đóng thêm một cái tầng ở giữa thế thôi. Giữa cái thôi là nó ra. Cũng là cái thùng chẹt, nhưng chúng ta chỉ đóng cái khung giữa. Kích thước nó cũng giống cái khung dưới và cũng để cầu được. Ta đặt ở trên vào cái nắp này cũng đậy lên trên chốc cái thùng kế nguyên. Đây là nó ra cái thùng kế nguyên nhá. Đấy, chúng ta xem bên trong này. Bên ngoài thì nó là cái thùng kế, nó là cái thùng chẹt nhá. Đây thùng chẹt có cửa ra vào này. Còn đây là cái thùng kế nguyên. Đấy, thùng kế nguyên ạ. Thì chúng ta phải nhất thiết chúng ta phải có một cái mua cái tấm lưới chắn lưới chúa này là của chỗ chú Tuấn nhá. Của chỗ chú Tuấn. Đấy thì chúng ta sẽ phải xuống làm này, cách làm này. Đây là cái tầng kế nguyên nhé. Chúng ta nhấc ra này. Đây là cái tầng chẹt này. Tầng chẹt thì nó là cái thùng ong bình thường thôi. Nó là cái thùng ong bình thường. Nó là cái thùng chẹt nhé. Chúng ta chỉ đóng cái khung này thôi. Đóng khung này. Cái khung giữa này. Khung giữa này. Thì sau khi chúng ta, đây là cái cầu thùng chẹt đang nuôi nhé. Thì chúng ta sẽ có cái, khi mà chúng ta muốn tạo chúa thì chúng ta đưa cái cầu và thùng chẹt lên. Đưa cái cầu chẹt lên. Đấy. Và chúng ta có cái mảnh cắt cái mảnh này, chắn chúa. Nó nằm trong ở cái thùng chẹt dưới này. Sau khi chúng ta nâng cầu ong tạo chúa thì chúng ta sẽ nâng cầu ong thùng kế nguyên ở cái tầng chẹt này lên. Tầng kế. Ví dụ ta đưa lên hai cầu. Ví dụ đang cầu ta đưa lên hai cầu để chúng ta tạo chúa trên này.
thì chúng ta ngăn được con Chúa dưới này nó không lên được, chúng ta thoải mái tạo Chúa trên này nhé, thoải mái tạo Chúa trên này. Chất lượng Chúa vẫn tốt, chúng ta đang tử tế và cứ hướng dẫn cái cách làm thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Nhưng đây là cái cấu tạo của thùng kế nhé. Đấy, mọi người đã nhìn thấy chưa? Thế sau khi mà chúng ta khai thác Chúa và hết mùa chúng ta tạo Chúa, hết mùa khai thác Chúa rồi thì chúng ta sẽ ngăn cách làm hai thùng thì chúng ta lại đặt cái lưới này lên. Sau khi chúng ta khai thác cái Chúa nhé, khai thác hết mùa Chúa rồi thì chúng ta sẽ làm đây là như thế này, tôi cầm có một tay hơi khó, thì ta sẽ lại có một cái mảnh lưới như thế này, mảnh lưới như thế này thì chúng ta sẽ lại đưa lên chúng ta luôn, thì chúng ta ngăn cách hẳn thì quân thợ dưới này không lên trên này được nữa, thì chúng ta làm hai thùng, thì thùng bên này là có một con Chúa này nở ra và nó là cái thùng bên này thì nó đi cửa này, chúng ta cho đi cửa này nhá. Đấy thì chúng ta có hai đàn ông, thì chúng ta lại có hai đàn ông. Sau khi mà chúng ta khai thác hết Chúa trên tầng kế rồi thì chúng ta để lại một cái mũ Chúa, hết mùa nhân đàn chúng ta sử dụng xong rồi thì chúng ta cũng không hạ kế nhá, mà chúng ta lại cho đi tầng trên, chúng ta cho đi cửa hông và tầng chệt trên này chúng ta đi vẫn đi cửa cũ như thế này, thì trên này chúng ta có hai đàn ong nuôi chân hai tầng. À, thế là như vậy là chúng ta tự nhiên chúng ta lại có hai đàn ong ở cái khi mà chúng ta khai thác xong. Thế bây giờ tôi xin mời quý bà con anh em và các bạn chúng ta sẽ ra trại tham quan cái trại mà tôi đã dựng thùng kế nhé. Thì tôi đã dựng được một thùng rồi, công tác chuẩn bị đã dựng rồi, thì mời quý bà con anh em và các bạn chúng ta sẽ xe tham quan một cái thùng tôi đã dựng thùng kế rồi nhé. Thì trong mỗi một trại ong thì trại ong của tôi đây là năm nay tôi sẽ làm bốn thùng kế để chúng ta tạo Chúa, không cần nhốt Chúa, mà có Chúa, ai có nhu cầu mua Chúa, cần Chúa thì tôi sẽ tạo liên tục để cung cấp Chúa cho mọi người, lúc nào cũng có Chúa cho mọi người nhé. Đấy, ra đến trại ong rồi. Bây giờ ra trại ong chúng ta xem cái thùng kế tôi đã dựng đấy rồi nhé. Vâng, đây như vậy, đây là cái thùng kế mà tôi đã dựng lên cái thùng kế đây rồi. Nhưng mà mới tạm dựng lên chứ chưa nâng kế. Trong vòng 20 ngày nữa thì tôi tạo Chúa sẽ nâng cầu kế lên nhé. Đấy, đây là cái thùng kế của tôi này. Tôi đã lắp rồi nhưng mà chưa tạo Chúa nên chưa lên nhé. Chúng ta xem bên trong nhé. Đấy, chúng các bạn nhìn thấy chưa? Khi nào chúng ta tạo Chúa thì chúng ta sẽ, đây là cái đàn năm cầu này. Khi tạo Chúa thì chúng ta sẽ đưa hai cầu lên hoặc đưa ba cầu lên tùy. Thì chúng ta tạo Chúa như tầng này và chúng ta đặt lưới tấm Chúa đây là Chúa ở dưới sẽ không lên được nhé. Chúa ở dưới, tầng dưới sẽ không lên được tầng trên. Thì trong vòng 20 ngày nữa thì tôi sẽ nâng cầu kế lên để chúng ta tạo Chúa tầng kế này. Đây là cái tầng kế nguyên này, cũng như lúc nãy tôi vừa giới thiệu nhé. Còn đây là cái thùng chẹt này, hiện nay đang đi cái cửa này nhé. Thế chúng ta tiếp tục, chúng ta kiểm tra nhé. Tôi đang tạo Chúa nhé, đang làm chuẩn bị. Đây là cái đàn mẹ này, đây vừa là cái đàn mẹ mà vừa là cái đàn nuôi dưỡng mà vừa là cái đàn lấy ấu trùng luôn. Chúng ta cái chọn cái đàn chất lượng thì từ trước nay theo dõi cái đàn này là chất lượng mật cao này, tụ đàn lớn này, không bệnh tật này, thì sẽ lựa chọn cái này để vào đưa làm đàn mẹ để chuẩn bị công tác chúng ta tạo chúa di chủng nhân tạo ở trên tầng kế, không cần phải nhốt chúa. Không cần cho Chúa mà ta đưa lên nó tạo luôn ở cái tầng trên của nước Chúa. Thì chúng ta sẽ xem một cầu nhé. Vâng, đây là đàn ong 5 cầu nhé.
Đàn ông năm cầu như thế này nhá, là tôi chuẩn bị để tôi tạo chúa nhá. Đây năm cầu, năm cầu mà chúa vẫn đẻ đẹp này, tôi chuẩn bị tạo chúa này. Đấy, chuẩn bị tạo chúa cái đàn năm cầu này nhá. Thì cái đàn này bốn cầu thì vừa rồi là tôi cho xây được cầu thứ năm nữa. Sau khi cầu thứ năm này hoàn chỉnh thì tôi sẽ tạo chúa trên cái cầu này, ở trên cái đàn này. Đây bốn cầu tôi cho xây thêm một cái cầu này là cầu thứ năm nhá. Cho xây thêm cầu thứ năm đấy ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy ạ. Cho xem cầu thứ năm này. Nó đã xây xong rồi này. Xây xong cầu thứ năm này. Đây 1 này, 2 này, 3 này. 4 này cầu mới xây này, cầu là cầu thứ năm ta vừa xem này. Cái đàn ông này nó có 5 cầu nhá. Đấy. 5 cầu như thế này nhá mọi người nhá. 5 cầu như thế này tôi chuẩn bị cái đàn này, chọn cái đàn này là đàn mẹ. Đàn mẹ vừa lừa là cái đàn nuôi dưỡng luôn nhá. Chất lượng đàn ông phải mạnh đông như thế này để tạo chúa nhá mọi người nhá. Đấy. Đây là cái đàn đàn giống nhá. Đàn giống để tạo chúa. Cầu thứ 5 đã xây xong rồi thì sau khi mà còn 20 ngày nữa thì cái đàn kia là cái đàn tạo đực. Cái đàn kia đàn tạo đực nhá. Khi ong đực bắt đầu nở thì tôi mới tạo chúa. Ong của tôi thì toàn đàn 4 cầu rồi. 3 cầu, 4 cầu rồi, nhưng mà tạo chúa thì tôi phải khi nào mà ong đực nó phải nở rộ. Ong đực nó nở ra rồi, nó nở ra rồi thì lúc đó chúa khi tạo ra thì phải có ong đực nở rộ thì tôi mới bắt đầu tạo chúa nhá. Khi tạo chúa ong đực phải dư thừa nhá mọi người nhá. Đấy, thì đây là giới thiệu với các bạn là tôi đang dựng kế. Tôi đang dựng cái thùng kế ngoài trại. Thì sau 20 ngày nữa thì tôi sẽ đưa cầu nguyên lên để tạo chúa nhé. Đợi cho ông được đã. Thì sau khi mà như lúc nãy là tôi đã nói là sau khi chúng ta khai thác hết mua chúa trên tầng kế này thì chúng ta để lại một con thì cái con đó và để lại một con thì chúng ta dưới này chúng ta lại chắn một cái lưới như lúc nãy tôi vừa giới thiệu đấy. Thì chúa tầng dưới và quân tầng dưới cách biệt không lên được nữa. Thì đàn ong ở trên này chúa đẻ thì trở thành một đàn ong mới, là chúng ta thùng kế này hai tầng này chúng ta nuôi hai đàn ong. Đàn ong tầng kế trên và đàn ong tầng kế dưới, và hai chúa sẽ đẻ riêng biệt và hai quân sẽ đi khác cửa nhau. Thì cửa bên này sẽ đi bên này, cửa tổng kế lại chúng ta lại chuyển nó lại đi bên này nhé. Đấy là cái nội dung mà tôi chia sẻ với bà con anh em và các bạn, là cái phương pháp tạo chúa trên tổng kế không cần phải nhốt chúa là lý do như thế này. Thì ai thích xem cái này thì sẽ làm cách này sẽ xem rõ video. Bây giờ tôi sẽ trở về nhà để chúng ta kết luận nhé. Vâng, như vậy là tôi vừa giới thiệu với mọi người cái phương pháp tạo chúa trên tầng kế mà chúng ta không cần phải chúa. Đây là một cái phương pháp mới mà tôi đã thực hiện rồi, đã thí điểm rồi, rất thành công và rất đẹp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con và các bạn một cái phương pháp mới như vậy. Thì ai thích cái kiểu này thì chúng ta sẽ theo dõi video và chúng ta chuẩn bị như là cái thùng kế kia của tôi vừa giới thiệu. Đấy. Mẫu mã như vậy thì chúng ta sẽ dựng như ở ngoài trại tôi vừa giới thiệu xong. Đấy. Đây là một cái phương pháp mới. Thế thì tới đây tôi sẽ tiếp tục làm những cái thùng kế tạo chúa mới này để ra được nhiều chúa, và ai có nhu cầu chúa cần chúa thì tôi sẽ cung cấp cho tất cả những người có nhu cầu cần chúa trên nuôi trên tầng kế là rất tốt. Thế còn những người mà không làm tạo trên thùng kế thì tôi cũng có một cái video hướng dẫn mọi người sẽ làm theo cách cũ, đó là chúng ta tạo chúa ở thùng trệt thì bắt buộc chúng ta phải tách chúa và tách chúa đi thì nó hơi phức tạp hơn nữa là chúng ta tách chúa đi gửi, không cẩn thận sẽ bị chết chúa. Thế cho nên là phương pháp tạo chúa trên thùng kế sẽ hay hơn. Nhưng mọi người chúng ta theo dõi. Vâng, video này kết thúc. Chúng ta cảm thấy hay hữu ích thì chia sẻ đăng ký kênh để lại lời bình luận phía dưới. Vâng, xin chào.